Bà Rịa Vũng Tàu là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, ở vị trí cửa ngõ ra Biển Đông của các tỉnh trong khu vực miền Đông Nam Bộ. Vũng Tàu là một thành phố du lịch nổi tiếng và có GDP bình quân đầu người cao nhất cả nước. Định hướng đến năm 2020, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ trở thành thành phố cảng du lịch, đô thị cảng lớn nhất nước, đồng thời là trung tâm logistics, công nghiệp quan trọng của cả nước. Theo đó, GDP bình quân đầu người dự báo đạt 27.000 USD trên người trên năm, tương đương thu nhập của các nước phát triển. Một trong những khu vực đang nổi lên và phát triển mạnh mẽ nhất của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là huyện Tân Thành, nơi quy tụ hàng loạt các công trình trọng điểm của cả nước. Một trong số đó là cảng nước sâu quốc tế Cái Mép, nơi trung chuyển hàng hóa hạng nặng trực tiếp đến châu Âu và châu Mỹ. Theo đó, Tân Thành hiện nay đang chuẩn bị được chứng nhận lên thị xã Tân Thành, tiến tới chuyển mình trở thành khu đô thị công nghiệp, cảng biển là trung tâm kinh tế quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm khu vực phía Nam. Hiện nhiều chủ đầu tư bất động sản đã và đang cho xây dựng các khu dân cư dọc quốc lộ 51 thuộc huyện Tân Thành với cơ sở vật chất khang trang, tiện nghi phong phú. Trong đó, khu dân cư đang được chờ đợi nhất, một khu đô thị hiện đại đầy tiềm năng, đó chính là Petro Town. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hoàng Tiên. Ngày hôm nay Hoàng Tiên rất vinh dự được giới thiệu đến quý vị một dự án trọng điểm, một khu phố thương mại nằm ở mặt tiền quốc lộ 51, nơi sầm uất nhất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, mang tên Petro Town. Hiện Petro Town là dự án tốt nhất tại khu vực. Vậy thì mời quý vị cùng theo chân Hoàng Tiên tìm hiểu về dự án này nhé. Hiện tại chúng ta đang đi trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, hướng về dự án đất nền Petro Town. Sau 60 phút di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại Hoàng Tiên đang đứng tại trung tâm hành chính huyện Tân Thành và tháng 8 năm 2016 sắp tới đây sẽ nâng lên thành thị xã Tân Thành. Đây có thể nói là một cột mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của khu vực này. Và sát cạnh Hoàng Tiên là dự án Petro Town. Mời quý vị hãy cùng theo chân Hoàng Tiên tìm hiểu về dự án đầy tiềm năng này nhé. Với vị trí vô cùng thuận lợi, Petro Town tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 51, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với 8 làn xe đi về Biên Hòa chỉ mất 40 phút, đi về thành phố biển Vũng Tàu mất 25 phút, thành phố Bà Rịa mất 15 phút, kết nối tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh trong chưa đầy 60 phút. Đặc biệt, từ Petro Town đi đến cảng biển nước sâu quốc tế Cái Mép chỉ mất 5 phút, cũng như dự án tiếp giáp hàng loạt các khu công nghiệp khác, như khu công nghiệp Phú Mỹ, khu công nghiệp Mỹ Xuân chỉ mất 10 phút, đi về khu công nghiệp Nhân Trạch chỉ mất 30 phút và chỉ mất 8 km để kết nối với tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành, đi đến sân bay quốc tế Long Thành trong chưa đầy 30 phút. Có thể nói Petro Town có địa điểm vị trí giao thông vô cùng thuận lợi tại trung tâm thị xã Tân Thành, di chuyển dễ dàng đi khắp muôn nơi. Petro Town nằm trên mặt tiền quốc lộ 51, trung tâm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, được quy hoạch với tổng diện tích đất 6,7 hectare, có hệ thống cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện cùng cảnh quan cây xanh trong lành, với các sản phẩm đa dạng từ đất nhà liền kế sân vườn, đất biệt thự, chung cư cao tầng, linh hoạt với diện tích từ 75 m² đến 225 m², được đầu tư quy hoạch bài bản theo chuẩn quốc tế, hứa hẹn trở thành một khu đô thị hiện đại và sầm uất trong tương lai. Một cuộc sống tiện nghi không thể nào thiếu những tiện ích. Hiểu được điều đó, chủ đầu tư của dự án Petro Town đã cho xây dựng một hệ thống rất là phong phú tại đây. Hiện tại Hoàng Tiên đang đứng tại sân bóng đá, bên tay phải là hồ bơi, bên tay trái là sân tennis và đối diện là sân thi đấu thể dục thể thao. Không những thế, trong dự án còn có hệ thống nhà hàng, khách sạn, trường học vô cùng phong phú, cam kết mang lại một cuộc sống rất là thoải mái cho cư dân tại đây. Không chỉ có thế, Petro Town còn nằm ngay giữa một khu dân cư hiện hữu đông đúc và nhộn nhịp, với hàng loạt các tiện ích ngoại khu khác như Ủy ban Nhân dân liền kề, đi đến các chợ xung quanh như chợ Ngọc Hà chỉ mất 6 phút, chợ Mỹ Xuân mất 8 phút, bệnh viện huyện Tân Thành mất 4 phút, công an huyện Tân Thành mất 8 phút và bao quanh là các trường trung cấp, cao đẳng, sân vận động, các công trình tôn giáo, cũng như các trung tâm thương mại đang hình thành trong vòng bán kính chỉ 1 km. Wow, Bãi Chòe Thao thật sự là khu phố thương mại rất đáng sống phải không quý vị? Và ngay sau đây mời quý vị cùng Hoàng Tiên gặp gỡ một vài người dân đang sinh sống tại Bãi Chòe Thao quý vị nhé. Em chào anh. Chào em. Dạ, em thấy anh đang chơi tennis ở đây. Vậy thì không biết là anh đã chơi tennis lâu chưa? Nhất là ở cái sân này. À, anh chơi ở đây 3 năm rồi. Vậy thì trước đây anh chơi ở đâu? À, anh chơi ở sân địa bàn huyện đó. Dạ. Anh cảm nhận như thế nào về một cái khu sân tennis như thế này? Nói chung là ở sân tennis này là nó tiện lợi nhất là mình vẫn trời mưa gió nó không bị ảnh hưởng đến mình, cho nên anh quyết định chuyển qua đây chơi. Dạ. Vậy thì anh cảm nhận như thế nào về chất lượng cuộc sống quanh cái khu vực này? À, nói chung là khu chung cư Đạm Phú Mỹ này là nó tốt nhất ở huyện Tân Thành rồi đó. Vì cái môi trường an sinh xã hội rất là tốt, nó có hồ bơi, có sân bóng đá, có nhà giữ trẻ cho cán bộ công nhân viên luôn ở trong chung cư này luôn. Nói chung đây rất là tốt. Chị ơi, em có thể xin chị một vài phút được không ạ? Là em không biết là chị sống trong khu nào tại dự án này thì chị? À, chị sống ngay bên dãy S12 đây. À, là cái dãy bên đó. Vậy thì chị sống ở đây được bao nhiêu lâu và chị cảm nhận như thế nào về một không gian sống tại dự án? À, chị sống ở đây cũng được 8 năm rồi. Chị thấy sống hôm nay thì nói chung rất an toàn. Đấy. Mà nói chung là đầy đủ các cái trò chơi cho em bé này, rồi là nói chung hồ bơi, rồi là phòng tập, rồi nói chung đầy đủ hết. À, việc đưa đón con cái đến một ngôi trường gần nhà thì chị cảm thấy như thế nào? Rất tiện em. Dạ, rất tiện, tiết kiệm thời gian. Dạ. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ. Bãi Chòe Thao xứng đáng là thành phố đa chức năng với vị trí trung tâm Bà Rịa Vũng Tàu, môi trường sống trong lành, an ninh tiện nghi và cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn 24/7 đưa đón tham quan dự án miễn phí qua số hotline 0938 110606 hoặc website datxanhdongnambo.com.vn. Hãy cùng hòa mình vào không gian sống văn minh và hiện đại của khu phố thương mại Bãi Chòe Thao. Đất Xanh Đông Nam Bộ, an cư lâu dài, đầu tư vững chãi.